Về thành tựu Phật giáo Việt Nam, thầy Đi Trăng. Nhưng mà để khi trình bày về thành tựu Phật giáo, thầy Trang này chúng tôi nè, nói về những thành tựu về mặt tư tưởng. Nhất là tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm, là một tư tưởng đại diện cho Phật giáo Trúc Lâm thời bấy giờ. Thứ nhất là quan điểm về Phật tại tâm. Quan điểm Phật tại tâm là được hình thành khởi đầu là quốc sư Biên Chứng đã khuyên Trần Thái Tông trở về thành Thăng Long, vừa làm vua và vừa làm Phật, với điều kiện cần và đủ để thành Phật. Việc quả đơn này là trong người vốn không có Phật, và ở trong tâm lòng làng mà biết đó là Phật thật. Như vậy, quốc sư Viên Chứng đã đưa ra một nội dung điều kiện căn và đủ để thành Phật vượt qua đời này, để đạt được nhu cầu mà trước mắt cho Trần Thái Tông, cũng là đáp ứng những nhu cầu của quốc gia Đại Việt thời bấy giờ, và muốn hiện thực hóa phải sự thành Phật không phải ở đâu xa mà ngay trước mắt, ngay giữa cuộc đời này. Thực ra một quan điểm thành Phật giữa cuộc đời này đã được là đề cập ngay từ buổi đầu thời con Đức Phật còn tại thế. Đức Phật đã nói rằng bất cứ ai tu hành đều có khả năng chứng ngộ giải thoát. Các đệ tử của Đức Phật thời bấy giờ đã tu tập, đã chứng ngộ, đã trở thành những bậc chứng ngộ giữa đời với danh hiệu là A-la-hán. Như vậy, từ ngay khi Đức Phật còn tại thế, các đệ tử của Đức Phật tu hành đã thành đạo, thành Phật, nhưng mà chỉ có một hoài bão khiêm tốn tự xưng là chứng quả A-la-hán để danh hiệu Phật cho Đức Thế Tôn. Nhưng mà chúng ta đọc kỹ cái định nghĩa A-la-hán trong thời Đức Phật: sanh đã thành, phàm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui đời này nữa. Như vậy A-la-hán thời Đức Phật chính là quả vị Phật. Sau đó đến thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên, khi Phật giáo Đại thừa phát triển mạnh, thì quan niệm về thành Phật đó là gì? Nhất thiết chúng sanh giải hữu Phật tánh, và mở ra bước ngoặt lớn về nhận thức trong hành động và thực tiễn. Như vậy nhân vật trung tâm thành Phật của Phật giáo Đại thừa là những người tu hành lập nguyện, hành nguyện Bồ Tát và trở thành Phật. Cho đến khi Đức Phật, đến khi Đạo Phật truyền vào nước ta từ đầu thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ hai, thì quan niệm về thành Phật giữa cuộc đời này là gì? Phật là nguyên tổ của đạo đức, là đầu mối của thân thân mình. Đó, những ai sống ở đời này mà có đạo đức tốt, hoàn thiện nhân cách tốt nhất đi là thành Phật. Trong các vị thân, thân nào sáng suốt nhất cũng tự thành Phật. Chứ chúng tôi đã nói thời kỳ Phật giáo mới du nhập ở thế kỷ thứ hai. Đến khi đất nước ta độc lập tự chủ hoàn toàn đến thời Trần, thì quốc sư Viên Chứng đưa ra một quan điểm là tâm tịch nhi tri, thì danh chân Phật đó là lòng làng mà biết đó là thành Phật.
Như vậy đây là một quan điểm mới trong việc hình thành một mẫu người Phật. Mẫu Phật nó xuất hiện, nó không hứa hẹn đâu xa mà ngay giữa quả đời này. Như vậy điều kiện cần và đủ để thành Phật là lòng lành. Lòng lặng là lòng không còn đắm đuối về các dục, cho lòng đi vào con đường giới định và tuệ, tức là tâm tịch nhi tri thì danh nhân Phật. Lòng lặng mà biết biết là trí tuệ khai mở, còn lòng lặng là trạng thái giữ giới và an định. Và như vậy con đường đi đến thành Phật cũng đi ngang qua giới định tuệ. Trong bối cảnh xã hội đời trần đang phát triển, mọi người nếu đắm say vào dục lạc thì đều có khả năng thực hành giới định tuệ và đi đến sự giác ngộ giải thoát ngay giữa cuộc đời này. Chính vì vậy á, quan niệm Phật tại tâm, ai cũng còn vị Phật ở trong lòng và càng làm hiện lộ vị Phật này ra giữa cuộc đời. Cho nên tăng thầy tâm đã phát biểu dứt khoát: Phật thân tức ngã, thân thị, vô hùng nhị tướng. Thân ta tức cũng là thân Phật, không có hai, hai tướng. Tuệ trung thì nói rằng là mi ma tìm hoàn tiêu không, không thì Phật giữ chúng sanh đô nhất điểm. Nghĩa là mày ngang mùi dọc cũng như nhau, Phật và chúng sanh không khác. Còn Tăng Nhân Tông thì khẳng định rằng Bụt ở trong nhà chẳng phải tìm xa, nhưng khỏe bụng mới đi tìm Bụt. Hóa ra Bụt chính là ta. Như vậy á, chúng ta thấy từ ngày Tăng Thái Tâm Tuệ Trung Thượng Sĩ cho đến Tăng Nhân Tông Pháp Loa cũng vậy, Huyền Quang cũng vậy, đều khẳng định Phật ở trong tâm tâm. Ví dụ như Huyền Quang nói này: cấp được tỉnh ta nên bực thực, ngài chí nào nữa cạnh trên xa. Trong bài Bình Bằng Nghiên Tự Phụ, Huyền Quang cũng khẳng định Phật cũng ở ngay ở trong tâm tâm. Như vậy thực tế giữa cuộc đời này này, con người luôn luôn đối diện với ba vấn đề cơ bản của con người. Đó là gì? Đó là thực tế con người là có vô số nhu cầu mà con người phải đối diện, nhưng thực ra có ba nhu cầu cơ bản mà con người thường hay đối diện, đó là nhu cầu sinh tồn, nhu cầu truyền dạy và nhu cầu thăng tiến tâm linh. Ba nhu cầu này này làm cho con người từ mâu thuẫn chính mình, đau mâu thuẫn nội tại dẫn đến sự khổ đau. Chính về việc tu hành là làm cho con người vượt ra khỏi ba nhu cầu mà làm cho thôi cho con người đắm say các dục lạc. Cho nên nhu cầu đó do đâu mà có? Các nhu cầu đó không bao giờ thỏa mãn tâm lý ý thức của con người. Khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu căn thường gây nên những khổ đau, mắt thấy sắc là chúng ta đắm say về sắc tăng lên, lỗ tai cũng thích nghe lời hay tiếng ngọt, lưỡi cũng thích nếm những thứ đồ ăn ngon. Và chính các nhu cầu này, này làm con người luôn luôn khổ đau. Cho nên Tăng Thầy Tông đã chủ trương cần phải biện tâm để tâm đừng có đắm say các dục lạc. Sáu căn tiếp xúc, sáu tâm và mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sáu tâm, đó là sắc thanh hương vị xúc pháp, thường làm cho tâm thức chúng ta phân biệt
và chúng ta hệ lụy vào sáu căn gây nên phiền não. Và như vậy trần thái tâm đã cắn chữ vào kính kim cương là vậy sự tỉnh thức là ứng bộ sở trụ với sanh kỳ tâm, đừng bao giờ sở hữu nắm giữ bất cứ một điều gì đối với các dục lạc, đối với các ham muốn, thì con người mà có khả năng ngộ đạo và muốn như vậy cần phải biện tâm, cần phải rửa tâm sạch sẽ và đoàn từ cả khách tâm phiền não. Đến tê siêu chắc luôn, chúng mày cứ ngồi. Hàng kia nó mà rơi vào đầu cho một cái thì chúng mày tiếp mắt. Bây giờ các bạn coi như bên trường này không? Để chúng thường sự cụ thể. Hình ý nó nói xoáy đi đất, hình ý. Thế thôi, đứt đây là một cái chúng mày chết mắt. Để chúng thường sự cụ thể cùng muốn đoạn trừ tất cả các phiền não. Cho nên ở đây đã đi lễ đã sao đi lễ thôi chứ chúng mày ở nhà học chứ đây chào bác chào bác chưa hồng cho nên tuổi tôi điện chưa bật điện lên không thầy đang nghe giảng đang nghe bài giảng trên lớp với cả chờ một ít để chuẩn bị thôi. Xây cái tháp chuông này. Lớp ồn quá, lớp mới bị tắt máy. Từ trung thường sĩ với chủ trương hoa quang đồng tâm, ông cũng muốn đoàn trừ tất cả các dục. Ông kêu gọi mọi người phải dẫn thân vào đời, phải làm cho đời thêm sáng tươi, phải vượt qua tất cả các bụi trần, phải có bụi trần đừng để bụi trần đắm chìm. Tư tưởng thứ hai đó là chủ thuyết cư trần lạc đạo. Chúng ta thấy toàn bộ hệ thống tư tưởng của Thiền Phái Trúc Lâm được trình bày qua học thuyết tứ trần lạc đạo. Chúng ta biết trang thể tâm là chủ trương biện tâm, rửa tâm để làm cho tâm sạch sẽ, tâm trở nên thanh tịnh. Cho nên mới gọi là hư tâm học đạo. Chúng ta thấy trang thái tâm đã ý cử vào kinh điển Đại Thừa, nhất là kinh Kim Cương và Kim Cương Tam Muội Chú Giải để làm cơ sở giải quyết cả vấn đề lý luận. Bây giờ Đề Trung đã ý cử vào kinh Bạc Nhã, kinh Hoa Nghiêm để diễn đạt quan điểm tùy tục của Thiên Chiếu thành hoa quang đồng trăng để chẳng hứng đất nước của đạo Phật. Ý Tuệ Trung muốn nói rằng con người cần phải quay về đời sống thực tại bây giờ và tại đây. Thực tại vốn là vô thường, vốn là huyền ảo, cho nên thực tại đó chính là không. Không trong nghĩa là không phân biệt, không có sự tham dự của trí óc luân lý của các thức. Chỉ không phải là hư không trọng rộng. Và cả thực tại này được chứng lên nhà xác nhận thế giới hương nguy này chính là thường hằng, chính là chân lý. Và như vậy Tuệ Trung đã đập vỡ tất cả mọi khái niệm của sự phân biệt giữa Phật và chúng sanh, phiền não và niết bàn, phiền não và bồ đề, niết bàn và sanh tử. Ông chủ trương phàm thánh bất dị, nghĩa là chúng sanh và Phật thánh,
tất cả chỉ là một. Cho nên vào đời và đừng để cho đời đắm nhiễm mình. Vào đời phải làm cho đời thêm sáng tươi. Và chính vì vậy mà tâm được an. Cho nên tâm của muôn loài chính là Phật tâm, tâm Phật và tâm ta cùng khởi hợp và phần ý nguyên suốt cổ kim. Chính cái tâm mình chính là tâm Phật, cho nên mới chuyển hóa giữa cuộc đời này. Và cuộc đời này cần phải lạc đạo. Như vậy mục đích sinh ra lớn lên giữa cuộc đời này, sống với cuộc đời này, cần có sự lạc đạo. Và chính lạc đạo là thể niết bàn ấy giữa cuộc đời này. Cho nên thể chứng thực tài chính là thể chứng Phật tâm. Mỗi người phải tự giải thoát cho chính mình ngay giữa dòng đời này. Ngoài cuộc đời này thì cũng có sự giải thoát, và giải thoát ngay ở trong cuộc đời. Đời này đó chủ trương của cứ trần lạc đạo. Cho nên tu là phải đạt đến hạnh phúc, và hạnh phúc phải có mặt ngay giữa cuộc đời này. Cho nên tăng thể tâm đã đề ra học thuyết cứ trần lạc đạo, và cứ trần lạc đạo nó trở thành hệ tư tưởng chỉnh cho thiên phải trúc lập. Bây giờ cứ trần lạc đạo khi đi vào cuộc đời nó đã giải quyết những vấn đề lịch sử đặt ra, nó có phần mọi người sống được an vui trong cuộc đời này, nó cũng góp phần cho mọi người có thái độ sống tốt để vượt qua ba cuộc kháng chiến, trong cũng nguyên mang mà đi đến sự thành tựu thắng lợi. Khi mọi người nhận thức rằng sanh như trước sanh, tự như thoát khổ, sanh giống như việc mặc áo, chết tờ như việc cởi quần, cũng là như chẳng có gì mà đã sợ hãi. Có người cần đối diện để mọi vấn đề để vượt qua và đi đến sự an vui ngay giữa cuộc đời này. Cho nên trong thầy toán mình nói là chi, khảo vọng hạnh phúc chính là thể giới niết bàn ngay trong hiện tại. Cho nên đúc kết hệ tư tưởng cứ trần lạc đạo đó qua bài kệ ở đời vui đạo hải tùy duyên, đói thì ăn, mệt ngủ liền, bảo sản trong nhà thôi tìm kiếm, vô tâm hòa chi thiền. Và cuối cùng đó là tinh thần tùy duyên. Tinh thần tùy duyên đã đóng góp rất lớn cho việc thành tựu của hệ tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm. Tinh thần tùy duyên nó được thiết lập và nó trở thành một trong những đặc trưng nổi bật của Thiền Tông Việt Nam. Tinh thần thiền duyên của Trúc Lâm đã góp phần cùng đồng hành dân tộc trong việc mở ra một tán sự mở cho thiên đại, thời đại. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo Đại Việt vì thời Trần là một Phật giáo nhập thể tích cực hoàn toàn. Chúng ta nhớ ngay từ thời Đức Phật, tinh thần tùy duyên được Đức Phật diễn dịch: này các vị kheo hãy du hành vì hạnh phúc cho quyền sinh, vì sự an lạc, vì sự an lạc cho chư thiên và loài người. Cho nên các đệ tử của Đức Phật từ xưa đến nay đã đi từ thành thị đến nông thôn, đi từ chỗ tu phụ để những nơi hoang sơ
để tích cực đem ánh sáng Phật pháp vào đời. Cho nên là nhiệm vụ của người đệ tử Phật, của người xuất gia là phải cắt bước chân vượt tới người phương trời cao rộng, tâm tịnh và hình dung phải khác hẳn thế tục, tiếp nối một cách rạng rỡ dòng dòng của Phật, làm cho quân đội của má phải rung động với mục đích bảo đảm bổn ngân của vượt ba gọi. Đó là tinh thần mà trong bài văn cảnh sách nói: phụ xuất gia dạ phạm túc siêu phương, tâm hình dị tục thiều lắm thành trục, trình dịp ma quân dùng bảo tử ân bạc tệ tám hụt. Xin chào. Phật giáo theo Lý Trăng là vậy đó. Tuy theo từng thời kỳ, từng thời đại mà Phật giáo đã đồng góp cho đời, cho đạo. Cho nên để hoàn thành sứ mệnh tự giải thoát cho mình và đóng góp cho đời, cho đạo, thì Phật giáo Trú Lâm chủ trương mọi người cần phải thực hành, cần phải diệt dục, cần từ bỏ để ham muốn. Khi từ bỏ được ham muốn thì mới vui vẻ đạo, vui vẻ đạo và ngồi về đây. Làm được điều đó thì cần thể hiện việc tu thiền. Tu thiền của Thiền Bà Trúc Lâm đó là phải diệt dục, từ bỏ các ham muốn. Mà ham muốn đó là do khách tăng phiền não đem lại. Thực chất là do sáu căn, tiếp xúc với sáu căn, sanh ra sáu sự phân biệt. Chính sự phân biệt này làm cho người ta đam mê các dục lạc, tài sắc danh thực thi, muốn loại bỏ đó. Thì Thiền Bà Trúc Lâm đề xuất những phương pháp tu hành, đó là phương thức hành thiền. Phương thức thứ nhất đó là niệm Phật. Phương thức thứ hai đó là bái sám. Phương thức thứ ba đó là tòa thiền và thực hành cấm ảo thiền. Ở bốn phương pháp tu hành này, bởi vì xem trong tài liệu giá trị văn học trong tác phẩm của Thiền Phái Trúc Lâm của chúng tôi, bởi vì sẽ được rõ. Niệm Phật, thứ nhất là niệm Phật. Niệm Phật để đối trị và loại bỏ những niệm xấu. Thay vì chúng ta nhớ các điều bất thiện khác, bây giờ chúng ta phải niệm Phật. Niệm Phật trở thành đối tượng để chúng ta quan sát. Khi niệm Phật thì có công dụng thân thần. Trong lúc niệm Phật thì thân thần ngồi ngay, không làm việc ta. Như vậy tắt được niệm thân, miệng tùng lời chánh chánh, không nói điều xong bày, thì đã tắt được nghiệp miệng. Ý chấm chủ ở sự tính tiến và không nảy sinh ta, thế là tắt được niệm ý. Như vậy công năng niệm Phật là thế. Niệm Phật để loại bỏ các niệm bất thiện. Theo quan điểm của Thiền Phái Trúc Lâm thì có ba phương thức niệm Phật. Niệm Phật dành cho người thường tỷ. Đối với người thường tỷ căn cơ cao thì niệm Phật chính là vô niệm. Thân Phật chính là thân của chúng ta, không có sự phân biệt, đó là những người lệnh thường căn. Còn cách thức thứ hai là dành cho đối tượng căn trị là bậc trung, thì bậc trung này niệm Phật
cần chú ý tinh cần, luôn luôn niệm mà không quên đi tâm mình, ác tự thuần tiền. Khi ý nghĩ thiền được khởi lên thì nghĩ ác sẽ bị tiêu tan. Ý nghĩ ác là bị tiêu tan thì chỉ còn là nghĩ thiền. Dùng ý nghĩ mà ý thức về nghĩ thì mọi ý nghĩ đều bị tiêu diệt hết. Khi ý nghĩ đã bị tiêu diệt, ác trở về chánh đạo. Lúc mình hết qua đời sẽ được niềm vui quả niết bàn. Đó là phương thức niệm Phật dành cho những người trung căn. Còn đối với những người hạ căn là những người bình dân, lao động, thì chỉ mong cầu họ hướng về nước Phật, mong sao thoát khỏi những bụi bặm này. Kẻ hạ trí thì chuyên căn niệm Phật, lòng nhớ nghĩ đến hình tượng Phật, thân nguyện sanh về nước Phật. Ngày đêm tu hành tám chỉ, sau khi mạng chung thì sẽ sanh về nước Phật, sanh về nước Phật. Như vậy chúng ta thấy là trong xã hội là có ba hạng người. Đó theo quan điểm các nhà Phật học của Thiên Phái Trúc Lâm. Đó là thứ nhất, hạng người căn cơ thấp. Hạng thứ hai là căn cơ trung bình, vừa phải. Và hạng thứ ba là căn cơ cao. Thì ba hạng người này, ba tầng lớp này có ba phương thức tu hành khác nhau. Và như vậy niệm Phật để đối trị những niệm bất thiện khởi ra và tiêu diệt niệm bất thiện, tâm trở nên thanh tịnh và đi đến quả ngộ. Cho nên trong những tâm mình nói tịnh độ là lòng tâm sạch, chớ còn ngơ hoài đến tây phương, nhĩ đạo từ tánh sáng soi, mưa phải nhập tìm về cực lạc. Phương pháp thứ hai đó là sám hối. Sám hối để tiêu diệt những lỗi lầm mình đã tạo ra đối với người khác và đối với chính mình. Sám có nghĩa là phiên âm từ tiếng Phạn, kasma nghĩa là chịu, nghĩa đen nghĩa là chịu đựng, nghĩa là muốn yêu cầu người mình xúc phạm đến chịu đựng những lỗi lầm do mình gây ra và xin họ tha thứ. Hối là bản thân nhận được sự sai lầm và kiên quyết thay đổi hành vi để chúng không còn tái diễn nữa. Sám hối như vậy cũng là một hành động tình giả, trong thiền gọi là phản tịnh. Từ đó người học thiền án trụ sâu vào việc chứng ngộ chân lý. Cho nên phương thức sám hối thực chất chính là sự phản tịnh tâm, tâm thức. Và muốn phản tịnh tâm thức thì Thiền Phái Trúc Lâm đề xuất mỗi ngày cần phải sám hối 6 lần, mỗi lần phải sám hối một căn. Thời buổi sáng dành cho việc sám hối dạ căn và sám hối con mắt. Con mắt thường gây ra những tội lỗi sai lầm. Đó. Thứ hai là sám hối dị căn. Thời trưa dành cho việc sám hối dị căn là lỗ tai. Thời chiều dành cho sám hối tỷ căn, tức là sám hối cái lỗ mũi. Thời đêm là dành cho sám hối thiệt căn cả lời. Thời nửa đêm dành sám hối cho thân căn. Và thời khuya dành cho ý căn. Như vậy sám hối tức là làm ngưng đi những việc sai lầm
và nguyện xin từ bỏ đó. Nhờ vậy mà lòng được thanh thản, nhờ vậy mà các nghiệp bất thiện không còn tác động khởi lên nữa. Cho nên con người lễ sám ở đây là không phải lời xưng tội, mà sám hối ở đây có nghĩa là từ bỏ. Lễ sám ở đây thực chất là lễ sám trước Đức Phật, nơi thờ tự trong mỗi chùa, mỗi gia đường, và thực sự lễ lại cái lễ lại bái sám cái thân mình này. Tức là ông Phật ở cõi lòng. Phật thân tức là ngã thân. Phật thân tức là ngã thân thì Phật thân chính là cũng là thân của mình. Và lễ Phật ở đây chính là lễ Pháp thân vô tưởng chi thể, lễ cái tánh thân thật của chính mình. Đó là nghĩa sám hối mà Nhà Trăng mong muốn. Và như vậy chân lý giữa cuộc đời nó sẽ hiện ra. Mục đích của sám hối là đình chỉ và ngưng hẳn tất cả những tội lỗi, những việc làm sai trái mình đã tạo cho người khác. Đó, mục đích. Và mình tự lễ lại cái thân mình. Lễ lại thân mình tức là lễ lại cái Phật thân trong lòng của mình. Đó, ý nghĩa quan trọng. Và một phương pháp nữa ngoài việc niệm Phật, bái sám, phương pháp hành thiền. Hành thiền thì không phải Trúc Lâm có hai phương pháp. Một là tòa thiền, tức là ngồi thiền. Thứ hai là thực hiện cống án thiền. Như vậy hình thức hành thiền tức là tu thiền, thực tập thiền là điều chỉnh tâm thức ra khỏi vùng tâm lý rối loạn và đi để cho tâm được an định. Phàm người học đạo thì phải thấy được tánh. Tức là người tu thiền phải được thấy tịnh, muốn thấy tịnh thì phải giữ được tình giới. Giữ được tình giới rồi thì phải có định lực. Có định lực rồi cần có tuệ khai mở. Như vậy mới hoàn thành sự mình giải thoát. Như vậy á, mọi con đường đi đến sự giải thoát phải đi ngang qua giới định tuệ. Con đường thiền định là con đường trở về thực tại, thấy rõ bản tính của mình. Chúng ta thấy phương thức hành thiền mà Thiền Bà Trúc Lâm đề xuất trong phổ thuyết Bồ Đề Tâm Văn, việc năng phản chỉ hơi qua giải đắc kiến tám thành Phật, nhiều hai phản chỉ hơi qua ai cũng rõ tính thành Phật, hai tuệ trong thương bảo ta nhấn tâm hãy quay nhìn lại về cái bản lá diện mục của mình để thầy tâm trị thiên. Đó là gì? Phản quang tự kỷ, bản phân sự bất tâm tha đắc. Hãy quay về nhìn lại cái gốc của tôn trị thiên. Như vậy đó là giá trị của việc thiền định, cái việc tu tập thiền. Một phương thức tu thiền nữa mà Thiền Phả Trúc Lâm hay đề cập đến là phương thức tu thiền
qua việc thực hành các công án thi. Công án thiền thường được các vị tổ sư đưa ra những cái thoại đầu để cho các hành giả thực nghiệm đến khi nào ngộ thì thôi. Thoại đầu là một công án, thoại đầu là một câu nói hay là một mẫu đối thoại có tác dụng thúc đẩy sự phát khởi ngộ đạt của thiền giả. Chúng ta thấy thoại đầu có thể là một câu trích dẫn lời Phật dạy đã chép trong kinh, hay là một lời gợi ý đối đáp của vị tổ sư. Ví dụ, Tần Thái Tông, vị vua đầu tiên của triều đại nhà Tần, khi tham thiền đã thực hành thoại đầu của thiền sư Lâm Tế Giao với đề tài vô vị chánh nhân. Thoại đầu nó được thuộc từ trong Lâm Tế này. Nay quý vị, trên động thịt đỏ áo kia có một con người thực không vị trí hay ra vào trước mắt quý vị. Nếu quý vị không biết con người thực không vị trí ấy là ai thì chỉ cần hỏi lão tăng đây. Còn vị tăng khác hỏi, xin cho biết có người thực không có vị trí ấy là gì? Thiền sư liền đánh vị tăng ấy, nói có người thực không vị trí là cái tức khô gì đâu. Và như vậy Trần Thầy Tông mà đi tìm con người thực này. Con người thực này là con người, chúng ta biết thân mạng con người này là do năm uẩn hợp thân, là giả hợp, nó không thực. Cho nên thực chất nó là một khối thịt đỏ, nó được bọc lại bằng lớp da. Thân này là không thật, thì con người thật này nó thực chất là nó không có vị trí, bởi là vì nó do năm uẩn hợp thành. Mà đã năm uẩn hợp thành rồi á, thì nó là giả hợp, có duyên thì hồi tụ, hay duyên thì nó tan rã. Và như vậy á, nó không có vị trí thật. Nhưng mà con người không chấp nhận nó không có vị trí, thường gắn đó vào đó là tài sắc danh thực thi. Con người đó tưởng rằng có vị trí thật, có địa vị thật, có quyền lực thật, có năng lực thật. Thực ra con người của mọi người chúng ta đều không có vị trí gì cả, chẳng có quyền lực gì cả. Từ chúng ta tự ngã cho mình cả nên là của ta là ta, tự ngã của ta mà thôi. Cho nên Thiền Phả Trúc Lâm kêu hòa mọi người hãy quan sát bản chất con người thật của chúng ta là không có vị trí. Đừng có tưởng rằng có vị trí thật, cho nên vô vị chánh nhân, vô vị chánh nhân là một con người không có vị trí. Con người không có vị trí này nó cách đại không, nó chẳng là cái gì cả, thực chất nó cũng như cái khô, có gì đâu mà ba cả. Như vậy á, Tần Thái Tông đại diện già con người mà chữa đừng một động thịt đỏ áo đỏ chính là sắc thân do năm uẩn hợp thành. Ông viết trong bài Phổ Thuyết Sắc Thân, sắc thân tức là con người năm uẩn này này, con người chúng ta hiện ngủ bằng xương bằng thịt này là chỉ thực chất là con người giả. Thế thì con người thật ở đâu? Con người thật đó bằng việc phải từ tham cụ thoại đâu ở trên động thực này. Con người thật này nó
nó cần phải quán chiếu qua cuộc hành trình sanh lão bệnh tử mà mỗi người phải đón nhận lại. Và sanh lão bệnh tử và đi qua cuộc hành trình sanh lão bệnh tử. Thực chất con người thật này không là gì cả, nó chẳng có vị trí, chẳng có quyền uy. Và khi hiểu lộ như vậy thì đây chính là thiền. Như vậy thiền là quay về thực tại bây giờ và tại đây, nó khai mở cho các vị thiền sinh, cho những người học thiền. Vượt ra ngoài những vướng mắc khái niệm. Thực tại đó nằm ngoài cái nhìn nguyên mà từ Trung Hoa là pháp môn bất nhị. Cho nên Tuệ Trung Thượng Sĩ đã đưa ra 13 cấm ngã thiền ở trong tùng cầu. Nhìn chung phong cách thiền của Thiền Mã Trúc Lâm là tùy duyên và hệ sức tự tại. Mỗi người tham vọng không thể căn cứ vào cấu trúc ngữ nghĩa hay là ngữ pháp của ngôn ngữ để mà hiểu được. Cho nên thiền công ngạn nó đòi hỏi con người về thoát ra khỏi ngôn ngữ. Ví dụ như hòa thể là thanh tịnh pháp thân. Còn vị thiên sứ định hòa thế na thanh tịnh pháp thân thì tuệ chúng đáp ra vào trong nước đại châu chứ trúc giữa động phân ngựa. Lại hỏi về làm thế nào mà chứng ngộ được, sứ đáp không có niềm dơ niềm bẩn, tức là pháp thân thanh tịnh. Hãy nghe bài kệ của ta, xưa nay không bẩn không sạch, bẩn sạch đều hư danh, pháp thân không vướng mắc nào trọc với nào thân. Thế nào thanh tịnh pháp thân? Cũng như những câu hỏi các vị thiền sư thế nào thoát ra khỏi sinh tử thì trả lời về ra khỏi chỗ sinh tử. Muốn ra khỏi chỗ sinh tử thì phải vào trong chỗ sinh tử mới ra khỏi chỗ sinh tử. Chỗ nào thì thanh tịnh thì phải ra vào trong nước đại châu để chư rút giữa động phân ngược. Như vậy là chúng ta thấy này, thiền là vậy đó, phải quay về thực tại bây giờ và tại đây. Cho nên là trong thiền cần phải vượt ra ngoài ngôn ngữ để nắm bắt cái thực tại. Cho nên thông thường các thoại đầu thường chúng ta thấy mang ngôn ngữ hết sức là người nào mà tu thiền mà bám víu lấy ngôn ngữ thì khó mà hiểu được cái ẩn ý đằng sau của ngôn ngữ. Và thông thường các thoại đầu thường có tính nghịch ngữ, chỉ là những lời gợi ý để cho hành giả và xem như là một công ngã và nghiêng tâm vượt ra khỏi tư duy hữu ngã bình thường để nắm bắt được thực tại. Đó là những tư tưởng chính của Thiền Phả Trúc Lâm: một là Phật tại tâm, hai là học từ cứ trang lạc đạo, ba là tinh tâm tùy duyên, bốn là những phương thức hành trì tu chỉnh. Phương thức hành trì tu chỉnh gồm có niệm Phật, bái sám, tòa thiền và thực hành cấm ngã. Thì bây giờ có những thân tù về mặt tư tưởng, về những thân tù Phật giáo thời trang, chúng ta thấy Thiền Mã Trúc Lâm những thân tù rất lớn về việc truyền thừa truyền giới,
Thiên Hòa Trúc Lâm, hay còn gọi là Phật giáo Trúc Lâm, là tổ chức nhiều giới đa truyền giới cho cả vương tôn trong hàng tại gia và ngay cả gia vua đương thời như là Trần Anh Tâm, Trần Minh. Việc truyền giới là nhằm đào tạo những con người học Phật và thành Phật ngay giữa cuộc đời này. Đối với hàng xuất gia, việc truyền giới là đào tạo tăng tài, đối với mục đích là thực hiện lý tưởng giải thoát. Còn đối với người tài gia, từ vua qua hoàng cung, đó là những người hộ trì Phật Pháp, đóng góp cho Phật Pháp và với mục đích lý tưởng là giải thoát ngay giữa cuộc đời này. Về sinh hoạt, Phật giáo Trúc Lâm đã tổ chức nhiều việc giảng kinh. Việc giảng kinh là nhằm nâng cao trình độ học Phật cho quần chúng Phật tử. Kể từ năm 1310, nhị tổ thường tổ chức các cuộc giảng kinh luận quan trọng. Thực lục ghi nhận phóng tao học Phật thời bấy giờ là rất lớn. Nhị tổ đã giảng những bản kinh đại thừa như Hoa Nghiêm, Kinh Viên Giác, Kinh Kỳ Ma, Kinh Kim Cương, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, lịch sử tuyên đăng lục và những lời dạy của chư tổ như Đại Tuệ Ngữ Lục, Tuyệt Đầu Đại Ngữ Lục, Tuệ Tống Trường Sĩ Ngữ Lục, vân vân. Khóa giảng này do vị tổ tức là Pháp Hoa mở ra và có rất nhiều thành chúng đến tham dự. Thành tựu lớn nữa của Phật giáo Trúc Lâm đó là việc thực hành yến đại tạng kinh. Ngày nay giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại này đang thực hiện việc yến đặng và phát hành đại tạng kinh. Thực ra công việc này thời Trần đã làm rất là quy mô rồi. Theo Tam Tổ Thực Lục, từ vào tháng 2 năm Ất Mùi 1295, vua Trần Anh Tông đã cử nhiều vị quan chức cùng với chư tăng qua Trung Hoa để thỉnh đại tạng kinh về và mở trường dịch kinh để thực hiện đại tạng kinh. Và tham gia việc đại tạng kinh này không phải giáo hội Trúc Lâm mà còn có sự đóng góp rất lớn của vương triều nhà Trần, mà cụ thể là vua Trần Anh Tông, Trần Minh Tông đã đem chương trình thực hiện phiên dịch in đặng đại tạng kinh trở thành chương trình thực hiện của quốc gia Đại Việt thời bấy giờ để làm giàu nên văn hóa Việt. Cho nên về việc thực hiện đại tạng kinh mới nhất đã được thực hiện từ năm 1278 đến năm 1294 tại chùa Phổ Minh, Hàng Châu, gồm có 1422 mục, 6100 quyển, đồng lại thành 587 tập. Và như vậy chúng ta thấy công việc khắc bản gỗ đại tạng kinh đã tiến hành rất là kỳ công. Và thời đó người ta đã phát động phong trào in đặng đại tạng kinh, đóng góp cho đại tạng kinh bằng việc là hiến máu in đại tạng kinh để tạo nên là một cuộc phong trào về sự ảnh hưởng của đại tạng kinh. Và công việc thực hiện đại tạng kinh bước đầu là thực hiện 5.000 quyển và được tốn trị tại chùa Kinh Lâm.
Như vậy để thực hiện đại tàng kinh là giáo hội Trúc Lâm đã kêu gọi hiến máu, là chúng ta thành việc làm rất là hiệu. Như vậy việc khắc bản của đạo hoàn thành vào năm 1319. Ngày xưa in một đại tàng kinh là phải khắc bằng gỗ chưởng phải thuận lợi, chứ bây giờ gỗ phải được chọn lọc rất kỹ, phải được phơi, phải ngâm gì nữa không bị mỏi mọt, rồi người ta phải chạm chì hạn ngược ở trên bản khắc gỗ, rồi in thủ công từng tờ một. Cho nên để hoàn thành một bản kinh đã tốn rất nhiều công sức. Bởi vì ra ngoài chùa Vĩnh Nghiêm ở Bắc Giang là khó lưu trữ bản mộc của Phật giáo Đời Trần hiện nay rất là lớn. Ngày nay chúng ta thấy một cuốn kinh dài đánh máy lưu trên file quá dễ dàng. Còn ngày xưa người ta phải lên rừng để tìm gỗ quý về, phải xẻ rồi phải cưa rồi phải đục rồi ngắm gì nữa, rồi phơi rồi khắc chữ, rất là công phu. Cho nên việc khắc bản đại tàng kinh mà hoàn thành để có những mặt bản cho là một thành tựu lớn trong một tình hình bối cảnh lịch sử, điều kiện phương tiện thời bấy giờ nó khó khăn gấp ngang lên so với thời hiện nay. Cho nên Việt Nam Phật giáo Sư Luận mà nói rằng việc khắc bản đại tàng kinh là một công trình vĩ đại, không có một chùa nào hồi đó đủ sức để làm đó. Thiền sư Bảo Phát chắc hẳn là thực hiện ấn bản này với sự ủng hộ tận lực của triều đình đó. Và dưới sự và dưới quyền thiền sư chắc chắn có hàng trăm người viết chữ và hàng trăm người khác khắc bản. Chắc rằng nếu không có sự trợ lực về tài chính và nhân công của chính quyền thì Bảo Phát là không thể nào thực hiện được việc này. Như vậy sự đã chạp như vậy, đây là một công việc mà cả giáo hội, cả lãnh đạo đất nước, tức là quốc gia Đại Việt phải sử dụng tài năng rồi sự hỗ trợ về tài chính cùng cả nguồn nhân lực, nhân công mới thực hiện được. Tiếc rằng á, cái đại tàng kinh này ngày nay chỉ còn bảo lưu rất ít, cũng bị nhà Minh xa xâm lược phá hủy khá nhiều. Về mặt tổ chức, giáo hội Phật giáo Trúc Lâm là lần đầu tiên trong lịch sử một tổ chức giáo hội Trúc Lâm thống nhất các thiên phái đã được hình thành. Tổ chức giáo hội Phật giáo Trúc Lâm này là nó thống nhất từ trung ương cho đến địa phương. Nó có văn phòng trung ương giáo hội nằm ở Bắc Giang. Vị quyền Phật Lo lãnh đạo là trên 15.000 vị. Đệ tử đắc phạm của Ngài rất là nhiều. Tam Bảo Thực Lục ghi nhận Ngài có đến 3.000 người đã được độ. Trong 3.000 người được độ đó thì có Bía Thanh Mai cho rằng có 30 vị đắc pháp. Công việc in đại tàng kinh bao gồm kinh, luật, luận. Và như vậy, theo trang người ta cũng chú trọng đến phân luật giới. Vì dạo Trúc Lâm bị giờ tu sĩ rất đông. Việc mà ưu tiên ẩn bản luật
và khắc bản trước rồi in ấn trước để cho tăng chúng theo đó mà thực hành giới luật để gìn giữ gia phong của giáo hội, kỷ cương của giáo hội là điều cần thiết. Cho nên chúng ta thấy việc chú trọng ấn bản các bản kinh phát hành những bằng luật mà lấy con số đến 5.000 bản từ phân luật làm điều tất nhiên, và người ta muốn cái tổ chức giáo hội Trúc Lâm phát triển mạnh mẽ và khống chế việc hiện tượng phạm giới. Và như vậy giáo hội Trúc Lâm đã thành tựu rất lớn trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, chính từ giáo hội Phật giáo Trúc Lâm đã thành tựu trên nhiều phương diện. Thứ nhất là tổ chức sinh hoạt Phật giáo dưới hình thức của một tổ chức giáo hội Phật giáo Trúc Lâm thống nhất từ trong tư duy, trong đường lối, trong tôn chỉ, trong phương pháp tu hành, từ trung ương cho đến địa phương. Thứ hai là giáo hội Phật giáo Trúc Lâm nó đã tổ chức tuyển Phật trường, đã tổ chức nhiều giới đa để tạo nguồn nhân lực cho giáo hội, đồng thời là tạo điều kiện cho mọi người đều được tu hành, mọi người đều được chứng ngộ. Thứ ba là giáo hội Phật giáo Trúc Lâm đã ấn hành thành công đại tạng kinh lần đầu tiên trong lịch sử. Đây là cơ sở để làm cho nền văn hóa Phật giáo Trúc Lâm phát triển vững bền. Thứ tư nữa là thành tựu xây dựng được cả một hệ thống chùa chiền, cơ sở vật chất cho giáo hội hoạt động, các nền nếp an cư việc hà, tổ chức giới đa, rồi hóa tiền quân chúng Phật tử tu học và thanh đạo ngay giữa của đời này được thành tựu. Và cuối cùng, giáo hội Phật giáo Trúc Lâm đã đồng hành cùng với dân tộc 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông và xây dựng đóng góp cho đất nước Đại Việt, phục hưng mọi giá trị văn hóa, giáo dục, truyền thống. Đó là những thành tựu của Phật giáo Trúc Lâm, nhất là thành tựu trong tiến trình dựng nước, mở nước. Và như vậy, với một tinh thần tùy duyên đã tích cực đóng góp cho đời, cho đạo mà rất là. Tuy nhiên, cũng như quy luật thăng tầm, Phật giáo Trúc Lâm cũng lên đến đỉnh cao và nó cũng bị suy yếu và cuối thế trăng. Thì cuối đời trăng, Phật giáo Trúc Lâm không còn thịnh vượng như thời kỳ đầu nữa, nhất là sau khi Tổ Hiền Quang viên tịch vào năm 1334, các hoạt động Phật giáo Trúc Lâm thời trăng đã bị trầm lặng xuống.
để chúng ta cùng nhìn thật rõ nguyên nhân suy yếu của thiền phái Trúc Lâm. Có nguyên nhân khách quan và có nguyên nhân chủ quan theo quy luật thường suy về cuộc đời này. Ngày hôm qua nhận đảm trách vai trò lãnh đạo giáo hội Trúc Lâm vào lúc ngài 77 tuổi, một cái tuổi khá lớn. Và chúng ta thấy khi mà thiền phái Trúc Lâm nó phát triển đến cao trào thì giới tăng sĩ tu hành rất đông. Tất nhiên diễn ra những cái hiện tượng vi phạm giới luật. Đồng thời cuối đời trần, các vị vua cuối trần cũng còn tài ba thao lược bậc tiền bối của đầu đời trần. Và như vậy có một số cao tăng đạt đạo cùng như đời lý cùng rút vào tu hành ảnh và không muốn thực sự liên hệ đến hoàng cung. Và cuối đời trăng khi xã hội bắt đầu có sự phân hóa, các nhà lãnh đạo quốc gia không còn có khả năng thâu nhận người ta và sử dụng người ta, và bắt đầu có hiện tượng phân tán chia rẽ. Mặt khác, giáo hội được sự ủng hộ quá nhiều của triều đình, chính vì vậy mà có những vị cao tăng đã ngăn ngập. Trong khi đó có bắt đầu xuất hiện một số hiện tượng tăng ni không còn giữ được chính mình, và tất nhiên Phật giáo bị suy yếu. Trong khi đó Tổ Huyền Quang là người là lớn tuổi, và ngài xuất thân từ một nhà nho. Và ngài cảm nhận không thể giữ nổi được nữa, cho nên ngài đã cùng lui binh. Ngài đã cùng lên núi Yên Tự. Rồi ngài ẩn mình trong núi Côn Sơn. Và cũng thật là khó để khiến cho Phật giáo Trúc Lâm hướng thành được nữa. Như vậy có nhiều nguyên nhân khách quan và cũng là nguyên nhân chủ quan. Nguyên nhân chủ quan cũng khá nhiều. Cũng có thể nội bộ Phật giáo Nha Trang, khi mà phong kiến Nha Trang suy yếu thì Phật giáo Nha Trang cũng bắt đầu bị cuộn hút theo, bởi vì nói gì thì nói, Phật giáo Nha Trang từ khi thành lập đã được sự ủng hộ quá lớn của vương triều Nha Trang. Đời cuộc đời có nhiều thịnh mà suy, trong một chân mực nào đó định tâm suy xét thì Phật giáo Nha Trang nó không còn vì thế đứng trên cùng với phong kiến Nha Trang
hiên ngang trên vũ đài chính trị. Nhà Trần suy yếu và như vậy Phật giả Trúc Lâm bắt đầu ấn tàng trong các ngôi chùa dân dạ và cũng tiếp tục truyền thừa. Và điều gì sẽ đến trong cuối những năm tháng cuối thế kỷ thứ 14? Nhà Trần suy yếu và một thế lực mới đã ra đời trong một bối cảnh mới, xã hội mới. Dần dần cho đến khi nhà Minh đã dòm ngó quốc gia Đại Việt và đã đổ quân xa xâm lược nước ta, để rồi dẫn đến sự phân chia loạn lạc. Rồi sau đó dân tộc ta phải tự mình đứng lên tranh quyền lại độc lập, rồi mở ra những cái vương triều mới trong thời đại mới. Và như vậy chúng ta sẽ có một Phật giáo mới ở một thời đại mới, đó là Phật giáo Việt Nam thời Lê Nguyên, mà chúng ta sẽ tiếp tục học vào tuần sau. Bây giờ chúng ta tạm nghỉ. Như vậy tuần sau chúng ta sẽ bước sang một nội dung mới, chứng bộ Phật giáo Việt Nam thời Lê Nguyên. Chúng ta tạm nghỉ ở đây. Hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh nhiều trọn thành Phật đạo.